Cuộc tuần hành với quy mô lớn đã diễn ra tại nhiều nước châu Âu nhằm phản đối cuộc xung đột Hamas và Israel. Phố Mexico sau cơn bão Otis lo ngại về sự lây lan nhiều dịch bệnh tại thành phố nghỉ dưỡng này. Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo đã mở cuộc điều tra về dấu hiệu khủng bố sau vụ tàu chở hàng bị chật khỏi đường ray ở Ryazan, phía tây nam thủ đô Moscow vào ngày hôm qua. Ủy ban trên nêu rõ là một thiết bị nổ tự chế đã khiến 19 toa tàu bị chật khỏi đường ray, 15 toa bị hư hại, lái tàu và phụ lái bị thương nhẹ. Tuy nhiên, vụ việc không ảnh hưởng đến việc di chuyển của các đoàn tàu chở khách. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm ngoái, nhà chức trách đã ghi nhận một số hành vi phá hoại trên các tuyến đường sắt của nước này. Ngày hôm nay, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí triển khai hệ thống chia sẻ thông tin, cảnh báo tên lửa cập nhật thời gian thực. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, cơ chế này hiện đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẽ chính thức được khởi động vào tháng 12. Việc chia sẻ thông tin cảnh báo nhằm phát hiện và đánh giá chính xác hơn các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Bên cạnh đó, ba nước cũng nhất trí đề ra kế hoạch tập trận ba bên vào cuối năm nay để thực hiện huấn luyện chung một cách có hệ thống và hiệu quả hơn từ tháng 1 năm sau. Các bên cũng đồng ý tiếp tục mở rộng các hoạt động huấn luyện ba bên trong các lĩnh vực khác trong tương lai. Chính phủ Nhật Bản mới đây đã thành lập một quỹ để thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia phát triển dự án liên quan tới lĩnh vực hàng không vũ trụ. Đây được xem là một bước tiến để tăng cường khả năng cạnh tranh của Nhật Bản khi nhiều nước khác đẩy mạnh đầu tư phát triển cho lĩnh vực tiềm năng này. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập quỹ chiến lược không gian trị giá 1.000 tỷ yên, khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ cho cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA trong 10 năm để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển các dự án không gian. Mục tiêu của chính phủ Nhật Bản khi thành lập quỹ này là tăng gấp đôi thị trường đầu tư liên quan đến lĩnh vực không gian ở trong nước từ 26 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên 52 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ngân sách tài trợ cho quỹ chiến lược không gian sẽ được quyết định theo từng năm. Chính phủ Nhật Bản hướng tới cung cấp ngân sách lâu dài với quy mô lớn nhằm khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, trường đại học và các đơn vị khác. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ quyết định các chủ đề dự án dựa trên chiến lược công nghệ vũ trụ đưa ra vào cuối năm tài khóa 2023. Dựa trên các chủ đề này, cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản sẽ lựa chọn những đối tác phù hợp để trợ cấp kinh phí cũng như đưa ra các hỗ trợ khác. Cạnh tranh trong lĩnh vực hàng không vũ trụ ngày càng gay gắt, Nhật Bản cũng như nhiều quốc gia khác đang dành nhiều ngân sách hơn cho lĩnh vực hàng không vũ trụ. Trong ngân sách bổ sung năm tài khóa hiện tại, Nhật Bản cũng đã dành thêm 2 tỷ đô la Mỹ để phát triển lĩnh vực này. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam tại Nhật Bản. Kết quả một cuộc khảo sát gần đây do hãng tin Kyodo thực hiện cho thấy, kể từ đầu năm 2023 đến nay đã có ít nhất 25 lễ hội pháo hoa tại Nhật Bản phải hủy bỏ, phần lớn là do chi phí vật liệu cao. Ngoài vấn đề về chi phí thì giới chức Nhật Bản cũng áp dụng các biện pháp an ninh kiểm soát chặt chẽ hơn, siết chặt việc tổ chức các lễ hội. Hiện các nhà tổ chức lễ hội gặp khó khăn trong việc kêu gọi hỗ trợ tài chính từ các công ty và người dân địa phương vì một số doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú và ăn uống, đã đóng cửa khi đại dịch COVID-19 tấn công ngành du lịch. Dự kiến nhiều lễ hội pháo hoa sẽ bị hủy bỏ trong năm sau và cả những năm sau nữa. Theo các nhà tổ chức, việc đốt 1.500 quả pháo hoa chỉ trong 30 phút sẽ tiêu tốn 5 triệu yên, tức là khoảng hơn 800 triệu đồng. Indonesia đang đối mặt với ô nhiễm môi trường biển và nguy cơ suy thoái hệ sinh thái biển do các hoạt động nông ngư nghiệp không kiểm soát. Đây là nhận định của cựu Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Thủy sản của nước này. Nguyên nhân chính là do số lượng lớn các ao nuôi. Theo đánh giá, thì sự mở rộng ồ ạt của ngành nuôi trồng thủy sản đã làm xói mòn rừng ngập mặn ở các vùng ven biển. Ví dụ như là việc sử dụng saponin, một chất diệt cá tạp trong ao nuôi tôm đã gây hại cho việc đánh bắt của ngư dân, đe dọa sinh kế của họ và cả nền kinh tế của địa phương. Chính phủ Thái Lan sẽ tìm kiếm khoản vay trị giá khoảng 14 tỷ đô la Mỹ cho chương trình ví kỹ thuật số. Đây là một trong những ưu tiên của Thủ tướng Srettha Thavisin nhằm thúc đẩy nền kinh tế số của Thái Lan. Các phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại ASEAN thông tin thêm chi tiết. Thủ tướng Srettha cho biết chương trình ví kỹ thuật số 10.000 baht sẽ được áp dụng cho công dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên với mức thu nhập hàng tháng dưới 2.000 đô la Mỹ và có tổng lượng tiền gửi ngân hàng dưới 14.000 đô la Mỹ.
Dựa trên các tiêu chí này, ước tính có khoảng 50 triệu người sẽ đủ điều kiện được hưởng lợi từ chương trình. Theo quy định, ví kỹ thuật số chỉ có thể được sử dụng để mua thực phẩm và hàng tiêu dùng. Loại tiền này không thể được sử dụng để mua hàng trực tuyến, thuốc lá hoặc rượu, cũng như các vật có giá trị như kim cương, đá quý hoặc vàng. Bên cạnh đó, chủ sở hữu không được dùng ví kỹ thuật số để trả nợ hoặc thanh toán hóa đơn điện, nước, nhiên liệu, khí đốt tự nhiên hoặc học phí. Theo Thủ tướng Sệt Thả, chương trình ví kỹ thuật số dự kiến được triển khai từ tháng 5 năm sau nhằm tăng cường chi tiêu trong vòng 6 tháng kể từ khi ra mắt. Chính sách ví kỹ thuật số của chính phủ Thái Lan được kỳ vọng sẽ là động lực của nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 5% trong nhiệm kỳ 4 năm của Thủ tướng Sệt Thả, đồng thời giúp Thái Lan giải quyết tình trạng bất bình đẳng về thu nhập, thúc đẩy sự phát triển của chính phủ điện tử cũng như nền kinh tế kỹ thuật số. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam, thường trú tại ASEAN. Quân đội Israel sẽ hỗ trợ sơ tán trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị mắc kẹt trong bệnh viện Al Shifa, bệnh viện lớn nhất của dải Gaza. Đây là tuyên bố của người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari vào hôm thứ Bảy vừa qua. Vâng, ông Hagari cho biết là nhân viên của bệnh viện Ansari đã yêu cầu hỗ trợ để chuyển các em bé đến nơi an toàn. Trước đó thì Israel đã đề nghị các bác sĩ, bệnh nhân và hàng nghìn người đang trú ẩn tại các bệnh viện ở phía bắc của Gaza rời đi để mà quân đội Israel có thể tiêu diệt các tay súng Hamas. Bởi phía Israel cho rằng là Hamas đã đặt các trung tâm chỉ huy ở bên dưới và ở xung quanh các bệnh viện. Phía Hamas thì phủ nhận việc sử dụng bệnh viện theo cách này. Dải Gaza sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhắc lại quan điểm này trong cuộc gặp với chính quyền địa phương, các khu vực giáp với dải Gaza. Ông Netanyahu cho biết là sẽ có việc phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza để đảm bảo trong tương lai sẽ không còn mối đe dọa nào từ dải đất này đối với người dân Israel. Trước đó, ông Netanyahu cũng đề cập tới việc Israel sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh ở Gaza trong một thời hạn là không xác định. Dẫu vậy, Thủ tướng Israel cũng tuyên bố nước này không tìm cách để chiếm đóng Gaza. Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ngày hôm qua đã tổ chức một hội nghị đặc biệt về hòa bình cho dải Gaza dưới sự dẫn dắt của nước chủ nhà Ả Rập Xê Út. Đây là một trong những hội nghị hòa bình lớn nhất được tổ chức kể từ khi xung đột bùng phát tại dải Gaza hôm 7 tháng 10 vừa qua. Phản ánh của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông. Hội nghị đã quy tụ được hầu hết các nhân tố chủ chốt trong nền chính trị Trung Đông. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng đã tới Ả Rập Xút để tham dự hội nghị. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, một Tổng thống Iran mới đặt chân tới Ả Rập Xút. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Syria, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Thái tử Ả Rập Xút Mohammed bin Salman kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự ở dải Gaza, cũng như thả tất cả những người đang bị giam giữ. Theo Thủ tướng Ả Rập Xút, đây là một thảm họa nhân đạo, chứng tỏ sự thất bại của cộng đồng quốc tế. Trong khi phía Iran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng nếu Israel không ngừng các cuộc tấn công của mình. Những lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Hezbollah tại Liban cho biết đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Lãnh đạo lực lượng Hezbollah tuyên bố họ đã sử dụng các tên lửa Barkan mang tới nửa tấn thuốc nổ để bắn vào lãnh thổ Israel. Khoảng 11.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát giữa Israel và lực lượng Hamas hôm 7 tháng 10. Con số thiệt mạng của phía Israel cũng là khoảng 1.400 người. Hiện mục tiêu ưu tiên của cộng đồng quốc tế là kêu gọi các bên thực hiện một lệnh ngừng bắn hoặc ít nhất là một khoảng dừng ngắn cho các hoạt động nhân đạo và ngoại giao. Tuy nhiên, phía Israel vẫn giữ nguyên lập trường rằng bất cứ một lệnh ngừng bắn nào cũng có thể tạo điều kiện để Hamas củng cố lực lượng. Đồng thời cũng không thể có một lệnh ngừng bắn khi mà lực lượng Hamas vẫn đang tiếp tục giam giữ con tin. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông. Nhiều cuộc tuần hành với quy mô lớn đã diễn ra tại nhiều nước châu Âu vào ngày hôm qua nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại Gaza trước tình hình xung đột leo thang. Tại thủ đô London của Anh, thì các cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine đã diễn ra với sự tham gia của khoảng 300.000 người. Tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, hơn 20.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành hòa bình, thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine, kêu gọi các nước Liên minh châu Âu cần có quan điểm cân bằng trong vấn đề Israel-Palestine. Các cuộc tuần hành cũng được tổ chức tại nhiều thành phố của Pháp, trong đó có thủ đô Paris, Marseille, Toulouse và Lyon.
các cuộc tuần hành được tổ chức nhân ngày đình chiến, tức là ngày đánh dấu chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngày 11 tháng 11 năm 1918. Các quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đều đang đón một đợt tuyết bất thường. Một số vùng ở phía Bắc của Nhật Bản cuối tuần qua đã đón đợt tuyết đầu mùa đến sớm. Dự báo không khí lạnh và tuyết rơi sẽ còn kéo dài ít nhất là cho tới ngày mai. Còn tại Hàn Quốc, núi Hala, đỉnh núi cao nhất của nước này đã đón đợt tuyết đầu mùa sớm hơn 18 ngày so với mùa tuyết của năm ngoái. Khu vực Đông Bắc của Trung Quốc những ngày qua cũng đã trải qua những hình thái thời tiết tương phản trái mùa, thời tiết ấm bất thường rồi sau đó nhiệt độ lại giảm đột ngột và bão tuyết đến sớm. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA đang tích cực lên kế hoạch đưa con người lên mặt trăng. Và một trong những nỗ lực đó là tìm cách cung cấp oxy từ bụi mặt trăng cho các phi hành gia. Để hỗ trợ cho dự án này, thì NASA đã chỉ ra thêm một thí nghiệm là MOXIE của tàu thám hiểm Perseverance Mark. Thí nghiệm này thì liên tục biến đổi khí hậu khí CO2 từ bầu khí quyển thành sao hỏa thành oxy có thể thở được. Mặc dù thử nghiệm MOXIE chỉ tạo ra khoảng 6 gram oxy, tương đương với một cái cây nhỏ trên trái đất, nhưng các thử nghiệm sơ bộ đã chứng minh lần đầu tiên một thiết bị của con người tạo ra oxy ở một nơi khác không phải trái đất. Tại Trung Quốc, hệ thống robot phẫu thuật mang tên là Da Vinci đang cho thấy tiềm năng để cải thiện đáng kể các dịch vụ điều trị cho các thủ thuật y khoa phức tạp. Thiết bị này có hệ thống quan sát 3D độ phân giải cao, cánh tay phẫu thuật có thể xoay và điều khiển chuyển động trực quan, phạm vi chuyển động của nó lớn hơn nhiều so với bàn tay của con người. Đây là hệ thống phẫu thuật được hỗ trợ bằng robot đầu tiên được sản xuất hoàn toàn ở Trung Quốc, giúp giảm đáng kể chi phí. Hơn 420.000 bệnh nhân đã được hưởng lợi từ phương pháp điều trị chính xác và ít xâm lấn mà hệ thống này cung cấp. Sau khi phải hứng chịu cơn bão Otis tháng 10 vừa qua, người dân tại thành phố Acapulco, Mexico đang phải đối mặt với nỗi lo về một thảm họa khác, đó là rác thải. Rác đầy rẫy trên đường phố kéo theo mối lo ngại về sự lây lan của nhiều dịch bệnh tại thành phố nghỉ dưỡng này. Từ một thành phố biển thu hút nhiều khách du lịch bốn phương, giờ đây Acapulco đang từng bước hồi phục sau khi bão Otis phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của thành phố. Trước tình trạng nhiều đồ dùng, nội thất của người dân còn nằm la liệt quanh thành phố, các con phố bỗng chốc trở thành một bãi rác khổng lồ khi nhiều người dân thẳng tay đổ rác lên những đống đổ nát. Nơi tôi sống có một bãi rác khổng lồ và dù chúng tôi có bảo họ đừng vứt rác đi như thế nào chăng nữa thì người ta vẫn cứ tiếp tục. Chúng tôi cố gắng nhặt rác để xe có thể đi qua nhưng hầu như đường đi bị chặn đứng vì rác mỗi ngày càng nhiều hơn. Có rất nhiều vấn đề, mùi rác ngày càng nồng nặc, vấn đề sức khỏe cũng vậy. Vì vậy, việc giúp đỡ toàn bộ cảng là rất quan trọng và cấp bách để người dân không bị nhiễm trùng da và đường hô hấp. Sức gió 266 km/h của bão Otis đã gây ra lũ lụt lớn, phá hủy đồ đạc và đồ dùng gia đình. Người dân sau đó vứt chúng bên ngoài nhà, cùng với những túi rác hữu cơ, gây ra mùi hôi thối quanh thành phố. Theo giới chức Mexico, việc làm sạch Acapulco là ưu tiên hàng đầu. Hàng nghìn người đã được huy động để dọn dẹp các cung đường và phun khử trùng. Tuy nhiên, rác chất thành đống quá nhanh ở một số khu vực, khiến giao thông thậm chí cũng bị tắc nghẽn. Lực lượng vệ sinh dịch tễ đang khử trùng để tránh bệnh tật và mọi thứ sẽ được dọn dẹp. Họ đang tìm kiếm những khu vực có rác mới và có kế hoạch dọn dẹp. Ưu tiên hàng đầu là không thiếu lương thực, nước uống cho người dân. Các chuyên gia dịch tễ Mexico lo ngại rằng các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết có thể bắt đầu bùng phát nếu thành phố không sớm xử lý rác thải. Nếu không xử lý kịp thời, thành phố sẽ trở thành nơi nhiều mầm bệnh có thể sinh sôi phát triển, gây nguy hiểm đến tính mạng cho người dân địa phương. Khánh thành vào tháng 9 vừa qua, trung tâm nghệ thuật biểu diễn mang tên một doanh nhân, một nhà quyên góp Paramon ở New York đã thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách. Nó thu hút không chỉ bởi vẻ ngoài cuốn hút mà bởi xuất hiện ở một trong những vị trí quan trọng, đó là khu trung tâm thương mại thế giới New York, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tòa nhà với nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại New York, Mỹ. Trung tâm nghệ thuật biểu diễn tọa lạc ngay trước mặt tòa trung tâm thương mại mới, chỉ cao hơn 40 mét. Nhưng nó gây chú ý bởi 5.000 phiến đá cẩm thạch đổi màu. Ban ngày là màu kem trang nhã, ban đêm phát sáng thành màu hổ phách. Tôi nghĩ đây là điểm đến thu hút khách du lịch đấy. Phía trước là khu tưởng niệm 11 tháng 9, phía sau là trung tâm nghệ thuật biểu diễn. Tất cả tạo nên một quần thể hợp cho không gian này.
Tuy không cao nhưng tòa nhà này lại rộng lớn với không gian gần 12.000 m2. Và bây giờ chúng ta sẽ có một tour đi xung quanh tòa nhà này. Từng khu vực từ sảnh, nhà hàng tới sân khấu đều do các kiến trúc sư đạt giải quốc tế thiết kế với phong cách đương đại. Các chất liệu gỗ óc chó, đồng thau cổ, thép đen tạo cảm giác huyền bí và tinh tế. Với sức chứa gần 1.000 chỗ ngồi, khu khán phòng được nâng hạ một cách linh hoạt, có thể tạo thành 10 kiểu phong cách sân khấu khác nhau, phục vụ cho các mục đích khác nhau. Sứ mệnh của tòa nhà là phải tạo ra một không gian kết hợp mở. Có nghĩa là nó vừa có thể là nơi phục vụ tốt các hội nghị, hội thảo, nhưng quan trọng hơn là một không gian biểu diễn văn hóa, nghệ thuật. Tòa nhà là miếng ghép cuối cùng trong bức tranh khôi phục khu thương mại cũ sau ngày 11 tháng 9. Qua 19 năm xây dựng với số tiền 500 triệu đô la từ nguồn công và tư, tòa nhà được kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn hơn khi tới khu vực nổi tiếng về tài chính này. Trung tâm thành phố đã quá nổi tiếng về nghệ thuật biểu diễn như Broadway, Carnegie Hall hay trung tâm Lincoln. Nhưng để có một cơ sở nghệ thuật như thế ở khu tài chính này là rất thú vị và tôi tin nó sẽ phát triển tốt. Ngay khi bước chân ra khỏi trung tâm nghệ thuật biểu diễn, du khách có thể đi 10 mét sang bên phải là tới khu tưởng niệm 11 tháng 9, 20 mét sang bên trái là tới trung tâm thương mại Oculus, nơi đây cũng có bến tàu điện ngầm. Và từ đây thì người ta có thể đi thăm bất cứ điểm du lịch nào khác trong thành phố này. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn New York. Một trong những kiến trúc tiêu biểu nhất của thế kỷ 20, nhà hát Opera Sydney mới đây vừa kỷ niệm 50 năm khánh thành. Những cánh buồm trắng ấn tượng được xem là sáng tạo mang tính đột phá trong ngành kiến trúc xây dựng trên thế giới và đã đưa nhà hát Opera Sydney trở thành công trình biểu tượng của Australia. Nhà hát Opera Sydney hay nhà hát con sò, niềm tự hào lớn của xứ sở chuột túi và là công trình kiến trúc vượt mọi thời đại. Nổi bật với thiết kế mái vòm tựa như những cánh buồm lộng gió vi vù trên cảng Sydney thơ mộng. Năm 1956, Australia tổ chức cuộc thi thiết kế nhà hát Opera quốc gia. Trong số 233 bài dự thi, người chiến thắng bất ngờ là Jörg Utzon, kiến trúc sư trẻ người Đan Mạch. Thiết kế của ông Utzon đã phá vỡ hoàn toàn lối tạo hình khối vuông và tam giác của kiến trúc thời đó. Công trình khởi công năm 1959, mất 14 năm để hoàn thành, với tổng chi phí là hơn 100 triệu đô la Australia, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng. Có thể thấy ở đây có hai loại gạch khác nhau, một loại gạch bóng và một loại gạch nhám màu kem. Nó làm cho hoa văn thực sự nổi bật. Kiến trúc sư Utzon gọi toàn bộ hiệu ứng này là băng và tuyết. Nhà hát hình cánh buồm đã đi qua nhiều sự kiện lịch sử đặc biệt. Năm 2007, nhà hát này được công nhận là di sản thế giới của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO. Ngắm lá vàng lá đỏ trong những ngày cuối thu, đó là thú vui lớn nhất của người dân thủ đô Bắc Kinh trước khi bước vào mùa đông giá lạnh kéo dài khoảng 4 đến 5 tháng. Và với những ai không thích quá ồn ào thì có thể tìm đến những cánh rừng nhỏ hay là những công viên rộng lớn ở ngoại ô thay vì những điểm du lịch đã quá nổi tiếng. Mời quý vị khán giả cùng theo chân các phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam chiêm ngưỡng phong cảnh mùa thu tuyệt đẹp tại thủ đô Bắc Kinh. Tranh thủ những ngày thu còn sót lại trước khi đón một mùa đông kéo dài đằng đẵng, người dân thành phố Bắc Kinh hay chọn những công viên hay là những rừng cây ngân hạnh lá vàng rực rỡ như thế này. Một kiểu du lịch hầu như không tốn tiền. Thôn Trương Cái Trang, Sương Bình, cách trung tâm Bắc Kinh chưa đầy 50 km, được người dân thành phố biết đến là nơi có rừng ngân hạnh tự nhiên với hơn 800.000 cây, từ vài đến vài chục năm tuổi. Từ giữa tháng 10 đến gần giữa tháng 11, nơi công cộng này đã trở thành điểm đến để người dân nội ô ngắm lá vàng mùa thu. Lá vàng vàng, trời xanh xanh, lòng người rộn ràng vui ca. Tôi dẫn theo gia đình, con trai, con gái, vợ và con dâu đến đây để ngắm cảnh, còn mang theo cả chó nữa. Ở đây không khí rất trong lành, cảnh đẹp quá, lá vàng mùa thu rất đẹp, tâm hồn mình thư thái. Mùa thu ngắm lá vàng lá đỏ ở Trung Quốc ít được quảng bá quốc tế rộng so với các nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, mà chủ yếu du lịch nội địa. Đi bộ trong rừng, bước trên mặt đất đầy lá rụng,
trong cái xe lạnh cuối thu sắp đông, cùng bạn bè hay quay quần bên người thân để cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, cỏ cây lúc giao mùa.